Các bạn hãy bấm like video này để ủng hộ kênh. Gã khổng lồ Trung Hoa Zhang Zhilei knockout Dan Tai Wilder. Kỷ nguyên đã kết thúc. Dan Tai Wilder một lần nữa thể hiện hình ảnh đáng quên trong trận đấu với Zhang Zhilei vào sáng ngày 2 tháng 6 khi bị võ sĩ Trung Quốc đấm gục. Là trận thứ 9 trong sự kiện Medroom và Queensberry 5-5. Màn so tài giữa hai ứng viên hạng nặng gã khổng lồ Trung Hoa Zhang Zhilei và máy dội bom Dan Tai Wilder lại không có được sự kịch tính như kỳ vọng. Trước trận đấu này, cả hai đều là những bại tướng dưới tay võ sĩ người Anh Joseph Parker. Thế nhưng bài học mà họ đã rút ra lại được thể hiện dưới những hình ảnh rất khác nhau. Hiểu được sự nguy hiểm từ cánh tay phải của Wilder, Zhang Zhilei hạn chế tối đa tầm ra đòn của đối thủ để tận dụng lợi thế thể hình hơn Wilder tới 30kg của mình. Những cú đấm của Zhang đã khiến Wilder mất tư thế, mở màn cho cú knockout sấm sét ở hiệp đấu thứ 5. Với kết quả này, Zhang Zhilei một lần nữa nuôi hy vọng tranh đai hạng nặng cùng Daniel Dubois, người vừa hạ gục Philip Hergovic ở trận đấu trước đó. Sự cẩn trọng của Zhang đã giúp võ sĩ người Trung Quốc có được chiến thắng thứ 27 và cũng là cú knockout thứ 22 trong sự nghiệp. Khi tôi thua Parker, đó là một trận thua công bằng, nhưng tôi đã học được rất nhiều. Khi hạ gục được Joe Joy, tôi đã quá tự tin và đánh giá thấp Parker. Nhưng giờ đây là lúc tôi trở lại cho con đường trở thành nhà vô địch. Tôi đã né tránh cái tay phải của Wilder và vô hiệu hóa được nó trong trận đấu này. Tôi chặn được một vài cú đấm, nhưng thực sự anh ấy đấm rất mạnh. Tôi rất tôn trọng anh ấy. Về phía Dan Tai Wilder, thất bại này có thể nói đã chính thức khép lại kỷ nguyên của máy dội bom nước Mỹ trong việc trở lại đỉnh cao của hạng nặng. Trong 5 trận gần nhất kể từ năm 2020 đến nay, Wilder đã để thua 4 trận, 3 trận bằng knockout hoặc là knockout kỹ thuật. Đặc biệt, hai trận thua liên tiếp bằng cả tính điểm và knockout trước Joseph Parker và Zhang Zhilei cho thấy anh rất khó để có thể cạnh tranh trước làn sóng mới khi đã bước sang tuổi 38. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua, Wilder, Mayweather và những điều bạn không biết về quyền Anh. Boxing hay quyền Anh ngày nay đã trở thành một trong những môn thể thao phổ biến nhất hành tinh và có lượng tín đồ vô cùng đông đảo. Môn thể thao này cũng có những sự thật ẩn chứa đằng sau mà không phải ai cũng biết được. Mỗi võ sĩ thi đấu bao nhiêu năm một trận? Đối với những võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, một năm họ thường thi đấu khoảng 4 trận. Sở dĩ như thế vì sau mỗi trận đấu, họ cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, hồi sức, rồi mới quay trở lại tập luyện. Riêng với những tay đấm hạng top như Anthony Joshua, Mayweather, thì mỗi năm chỉ cần thi đấu 1 đến 2 trận là dư sức sống với đống tiền rủng rỉnh trong túi. Một điều thú vị khác nữa là võ sĩ ở hạng cân nặng thì mỗi năm sẽ thi đấu càng ít hơn, bởi lẽ một võ sĩ hạng cân nặng cần có thời gian hồi phục cơ bắp lâu hơn các hạng cân khác. Đó là lý do mà Joshua, Tyson Fury mỗi năm chỉ thi đấu 1 đến 2 trận. Võ sĩ quyền Anh không hề giàu. Theo thống kê, một tay đấm hạng xoàng chỉ có thể kiếm được khoảng $200 cho một trận đấu, tức là khoảng 5 triệu đồng. Như vậy, nếu liều mạng đánh một trận mỗi tháng thì thu nhập cả năm cũng chỉ khoảng 60 triệu đồng. Mức thu nhập này ở Mỹ còn thua cả công nhân vệ sinh và nói chi đến việc chu cấp cho gia đình. Vì thế các võ sĩ lựa chọn làm thêm các công việc khác. Trong khi đó thì những võ sĩ quyền Anh hàng đầu, mỗi trận đấu của họ có thể bỏ túi hàng triệu đô. Trung bình một tay đấm chuyên nghiệp sẽ bỏ túi khoảng 40.000 đô, gần 1 tỷ đồng. Còn những tay đấm như Mayweather, Pacquiao, Joshua, Lomachenko có thể đút túi hơn chục triệu đô cho mỗi trận đấu. Ăn 400 cú đấm mỗi trận. Theo thống kê từ Daily Mail, một tay đấm thường tung ra từ 530 đến 600 cú đấm trong một trận. Cá biệt có những võ sĩ tung ra hơn 1.000 cú đấm. Với tỷ lệ đánh trúng từ 28 đến 40%, tính ra mỗi võ sĩ khi thượng đài sẽ phải hứng chịu từ 200 đến 400 cú đấm vào người. Bơi lội còn nguy hiểm hơn cả boxing. Mặc dù có rất nhiều cái chết xảy ra trên võ đài, những chấn thương, máu me là điều thường xuyên xuất hiện. Nhưng theo một số công bố tại Mỹ, boxing chỉ đứng thứ 11 trong số những môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới. Đây là kết quả được đưa ra dựa trên những phân tích số liệu về ca chấn thương, thương tích và số người chết.
Boxing thua những môn thể thao như leo núi, đua xe, bóng bầu dục và cả bơi lội. Tiêu tiền hơn cả công tử Bạc Liêu. Mike Tyson, Evander Holyfield là những tay đấm lừng danh của những năm cuối thế kỷ 20. Cả hai từng kiếm khối tài sản lên đến cả tỷ đô, nhưng do ăn chơi, gái gú, tài sản của cả hai võ sĩ huyền thoại này ngày càng vơi đi đến mức phải phá sản. Cả hai giờ ăn năn hối hận và phải làm lại từ đầu. Giờ Mike Tyson phải chấp nhận tham gia nhiều bộ phim, sâu hài để mua vui, kiếm tiền cho gia đình. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Nhìn lại người vợ sĩ hạng nặng xuất sắc nhất trong những năm đỉnh cao. Qua sinh nhật lần thứ 79 của huyền thoại quá cố Muhammad Ali, hãy cùng nhìn lại 10 võ sĩ được đánh giá cao nhất sau thời đại của ông. Người vĩ đại nhất rời khỏi thế giới này đã được 5 năm vì căn bệnh nhiễm khuẩn. Dù vậy, trong mắt giới trẻ, ông vẫn là một tấm gương về nhân cách, một nhà vô địch điển hình từng thống trị các đai hạng nặng trong gần 2 thập kỷ. Dưới đây là 10 võ sĩ được gây chú ý nhiều nhất sau thời của Muhammad Ali, căn cứ theo năm mà họ thể hiện thành công nhất trong sự nghiệp của mình. 1. Larry Holmes, 1982. Nhà vô địch không được đánh giá đúng mức của lịch sử hạng nặng. Tên của ông có thể xếp thứ 2 trong bất cứ danh sách nổi bật nào từ trước đến nay. Đáng ra Larry Holmes phải có được chiến thắng trước Michael Spinks ở trận tái đấu vào năm 1986 và giải nghệ với thành tích 49 trận thắng, 1 trận thua. 2. Ricky Bauer, 1992. Nếu Ali là người vĩ đại nhất và Holmes bị đánh giá thiếu công bằng nhất, thì Bauer là huyền thoại bí ẩn nhất. Trận thua điểm trước Holyfield vào năm 1993 là một nốt trầm của Bauer, nhưng đó cũng là thất bại duy nhất trong sự nghiệp của võ sĩ này. 3. Leonard Lewis, 2002. Có thể anh không thành công như Bauer trong những năm đỉnh cao của mình, nhưng ngoại trừ điều đó thì Lewis đã hoàn tất sự nghiệp ấn tượng hơn tiền bối người Mỹ. Huyền thoại người Anh sở hữu trái tim mạnh mẽ, kỹ thuật ấn tượng và một chiếc cằm cứng rắn. 4. Tyson Fury, 2020. Nhiều người đã không tin Fury đánh bại Klitschko vào năm 2015 và Wilder trong trận đấu vào năm 2020, nhưng sự thực rõ ràng khiến họ không thể có suy nghĩ khác. Với chiều cao, kỹ năng và sự chịu đựng hiếm có, rất khó để thắng Fury khi anh ở 100% phong độ. 5. Vladimir Klitschko, 2010. Người đàn ông vĩ đại đến từ Ukraine đã sử dụng sức mạnh và kỹ thuật của mình để thống trị hạng nặng trong một thời gian dài. Klitschko đã tiến gần đến với ranh giới của Holmes trong việc bảo vệ danh hiệu trước khi thất bại bởi Fury và Joshua ở giai đoạn cuối sự nghiệp. 6. Evander Holyfield, 1991. Không có thể hình lý tưởng như những ngôi sao hạng nặng khác, Holyfield vẫn đánh bại Mike Tyson ở thời điểm mà võ sĩ thép vẫn còn rất nguy hiểm. Thời gian về sau, dù thua khá nhiều trận, nhưng điều này cũng không làm thay đổi hình tượng của nhà vô địch người Mỹ. 7. George Foreman, 1973-1994. Foreman nổi bật trong cả thành công lẫn thất bại ở hai giai đoạn trong sự nghiệp. Thua Muhammad Ali tại Jagger, rồi giành lại những chiếc đai vô địch sau đó 20 năm tại Vegas. Không ai có màn tái xuất ấn tượng hơn Big George. 8. Mike Tyson, 1988. Dữ dằn và bạo lực là phong cách của Mike Tyson thời trẻ, lúc anh đánh bại hàng loạt đối thủ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngôi sao người Mỹ tận dụng lợi thế của bản thân rất tốt, dù vậy anh không được đánh giá cao bằng hai người từng thắng mình là Lewis và Holyfield. 9. Joe Frazier, 1971. Là một võ sĩ ấn tượng ở hạng nặng, Frazier cũng là cái tên thường bị đánh giá thấp hơn so với tài năng vốn có. Từng thắng Muhammad Ali ở lần đầu chạm trán, nhưng về sau ông cũng bị hạ gục bởi chính Ali cùng Foreman. 10. Vitaly Klitschko, 2004. Klitschko Anh từng có màn tái xuất ấn tượng ở thời điểm năm 2008 sau 4 năm vắng bóng và duy trì mạch bất bại cho đến lúc giải nghệ. Nhiều người tin rằng anh có sức mạnh vượt trội và kỹ năng vượt trội với những người cùng tầm vóc và sẽ bị đánh bại dễ dàng bởi những người nhỏ con hơn nhưng nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.